Tết 2022 khác Tết 2023 như thế nào? Có lẽ chúng ta đều chưa thể quên cái Tết năm 2022 khi dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Chính phủ khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, hạn chế di chuyển, dừng các hoạt động lễ hội, các sự kiện tập trung đông người, mua sắm Tết online, mọi thứ đều phải giao tận nhà. Cái Tết phải gói ghém tất cả yêu thương với lời chúc qua màn hình điện thoại. Tết 2023 chúng ta được trở lại như những cái Tết bình thường khác. Những chuyến xe, chuyến tàu về quê đông đúc, mang theo nỗi niềm nhung nhớ của bao người con xa quê háo hức cho ngày trở về. Từ chợ quê đến các trung tâm thương mại, người người mua sắm tấp nập, nhộn nhịp. Con cháu được sum vầy, quấn quýt bên ông bà, cha mẹ cùng đón Tết an vui, hạnh phúc. Dù là Tết xa hay Tết gần, Tết nhỏ hay Tết lớn thì DK Beauty tin rằng Tết vẫn rộn rã, ấm áp khi chúng ta luôn hướng về nhau. Chúc mừng Tết Quý Mão 2023!